Xin chào anh em sàn Vertu đây. Hôm nay em sẽ sale giảm giá sập sàn cho anh em, giảm giá tận 50% cho anh em một chiếc điện thoại Vertu vô cùng đặc biệt nhé. Đó chính là một chiếc điện thoại Vertu zin nguyên bản chính hãng, cả trong ruột lẫn ngoài vỏ. Nó không phải là Vertu nhái, không phải Vertu Hồng Kông, Đài Loan, Singapore hay replica đâu, mà chiếc điện thoại Vertu này là zin nguyên bản chính hãng, cả trong ruột lẫn ngoài vỏ. Và nó cũng không phải là những chiếc điện thoại Vertu độ vỏ đâu anh em ạ, mà vỏ nó cũng là vỏ xịn luôn và ruột cũng là ruột xịn luôn. Thì nhìn ở trên mặt bàn của em hiện nay là có rất là nhiều những chiếc điện thoại Vertu, thì không biết là anh em có thể phân biệt được đâu là chiếc điện thoại Vertu zin nguyên bản và đâu chiếc điện thoại Vertu độ vỏ không? Trông rất là giống nhau anh em nhé. Thì bây giờ em sẽ chỉ cho anh em cách để chúng ta có thể phân biệt này. Đầu tiên ấy, thì đây là chiếc điện thoại Vertu zin nguyên bản chính hãng và đây là chiếc điện thoại Vertu chính hãng độ vỏ. Anh em nhìn cái mặt kính ấy, mặt kính của nó, mặt kính của chiếc điện thoại Vertu zin nguyên bản chính hãng ấy, thì nó sẽ có màu màu ám đen, trong khi đó là chiếc điện thoại Vertu mà độ vỏ thì nó sẽ, mặt kính nó sẽ có màu ám xanh một chút. Đấy, anh em ví dụ như đây em cầm chiếc điện thoại Vertu zin nguyên bản, anh em có thể so sánh với cả những cái mặt kính này, anh em có thể nhìn thấy là màu nó hơi khác một chút rồi. Tiếp theo là anh em sẽ nhìn trên phần logo này nhé. Đấy, phần logo này anh em xem này, đây là chiếc điện thoại Vertu zin nguyên bản chính hãng, cái logo nó chữ V cả lỗ rất là khít, trong khi đó chữ độ vỏ này nó cũng khít nhưng mà không khít bằng. Đấy, anh em nhìn này, chỗ này nó hơi nhô lên, cái lỗ nó hơi nhô lên so chữ V một tí, trong khi đó cái lỗ này thì nó bằng luôn chữ V, rất là đẹp, rất là khít. Đấy, anh em nhìn khác nhau. Đấy, và để mà nhìn vào mắt thường ấy, những chiếc điện thoại Vertu zin nguyên bản chính hãng với độ vỏ thì cực kỳ khó không phân biệt với nhau. Khi mà chúng ta để hai chiếc máy gần nhau thì may ra chúng ta mới có thể phân biệt thôi. Thì bây giờ em sẽ chỉ cho anh em cách dễ nhất để chúng ta phân biệt, đó là phân biệt bằng cái bút thử kim loại quý này. Đấy, đối với chiếc điện thoại Vertu mà độ vỏ ấy, thì anh em thử ở cái phần bụng nhá, anh em sẽ thử phần bụng bàn phím này, nó chỉ lên một vạch thôi. Đấy, đây anh em thử chiếc điện thoại Vertu nó chỉ lên một vạch thôi. Trong khi đó ở phần bụng bàn phím mà chiếc điện thoại Vertu zin nguyên bản là kính sapphire, anh em thử lên nó sẽ là báo là kính sapphire nhé. Đấy, hoặc là anh em thử phím này sẽ lên kính sapphire này, trong khi đó thử các con độ vỏ khác thì nó không lên kính sapphire đâu, rất là dễ phân biệt. Còn đâu ruột, những chiếc điện thoại Vertu này là độ vỏ là ruột chính hãng hết rồi, anh em check in mấy chiếc phần mềm mã lạnh nó đều ra là ruột Vertu chính hãng hết. Nhưng mà hôm nay em sẽ bán cho anh em chiếc điện thoại Vertu này nhé. Đây là chiếc điện thoại Vertu vô cùng đặc biệt, nó bởi vì nó là bàn phím tàng hình luôn anh em ạ. Anh em không nhìn thấy phím 1 2 3 4 nhé, bình thường những chiếc điện thoại Vertu này sẽ có phím 1 2 3 4, anh em nhìn thấy không? Đấy, số 1 2 3 4 5 6 7 8 này, 1 2 4 5 6 7 8, trong khi đó phím này tàng hình luôn, tàng hình mất luôn, không có số 1 2 3 4 được trên bàn phím luôn. Để mà muốn nó hiện lên thì anh em chỉ cần mở khóa bàn phím, sáng bàn phím lên thì là số nó sẽ được hiện lên. Còn đâu khi mà bàn phím nó tối thì nó sẽ tàng hình luôn, rất đẹp anh em nhé. Và mặt đằng sau của nó vô cùng đặc biệt, nó hơn hẳn so với những phiên bản khác, bởi vì đằng sau của nó là được bọc da cá sấu của Pháp luôn. Da cá sấu của Pháp là một loại da cá sấu cực kỳ quý hiếm ở trên thế giới anh em nhé. Chiếc điện thoại Vertu zin nguyên bản chính hãng này ở bên ngoài thị trường người ta đang bán giá là khoảng tầm 120 cho đến 200 triệu đồng. Anh em lên Google, anh em có thể search ngay bây giờ, anh em có thể search là chiếc điện thoại Vertu gọi là bản Vertu Signature S, bản Alligator. Alligator là bản da cá sấu. Ở bên trên thị trường thì bây giờ em có thể chỉ cho anh em này, search trên Google người ta bán toàn 150 đến 200 triệu. Đây nha, bây giờ em sẽ lên Google em search luôn cho anh em này, Vertu Signature S Alligator này. Có rất là nhiều nơi bán ở trên Google nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử test vào một cái trang web bất kỳ đấy. Đây, Alligator 150 triệu đồng anh em nhé. Ở đây người ta bán 150 triệu đồng. Em nói có sách mách có chứng chứ không phải em Buffett đâu anh em nhé. Không phải là em nói vống giá đâu. Mà giá thị trường đây là đang là 150 triệu đồng đấy anh em ạ. Hoặc là xem một nơi khác này, một nơi khác này. Đấy, giá 208 triệu đồng đấy. Em nói rõ ràng chuẩn đấy anh em nhé. Chiếc điện thoại Vertu này em bán hiện nay đang bán giá chỉ có 110 triệu đồng thôi. Mà duy nhất trong ngày hôm nay em sẽ bán cho anh em một chiếc duy nhất, bán để lấy tương tác của anh em, là em sẽ giảm luôn cho anh em 50%. Giá từ 110 triệu giảm 50% xuống chỉ có 55 triệu thôi. Cam kết với anh em đây là chiếc điện thoại Vertu zin nguyên bản chính hãng cả trong ruột lẫn ngoài vỏ anh em nhé. Cam kết với anh em là zin nguyên bản chính hãng cả trong ruột lẫn ngoài vỏ. Và em chỉ có duy nhất một cây điện thoại Vertu này để bán thanh lý cho anh em thôi, để bán gọi là giảm giá khuyến mại lấy tương tác cho anh em thôi. Chiếc điện thoại Vertu này thì phù hợp với những em mà thích dùng hàng xịn, phù hợp với những em mà đã đi ô tô đẹp rồi, mà phù hợp với những em mà thích đam mê điện thoại Vertu, hoặc là những em mà thích sự bảo mật của điện thoại Vertu. Nó sẽ giúp cho anh em được bảo mật, nó sẽ giúp cho anh em được sang trọng đẳng cấp, và nó sẽ giúp cho anh em nâng cao uy tín, nó sẽ giúp cho anh em dễ dàng làm việc với cả những sếp, những lãnh đạo hơn rất là nhiều. Anh em nào mà muốn sở hữu nhanh tay, sở hữu cho mình một chiếc điện thoại Vertu duy nhất này thì cần phải liên hệ với em qua số điện thoại 0965096886 hoặc kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0965096886. Xin cảm ơn anh em đã xem video. Anh em xem video thấy hay, thấy hữu ích thì ấn nút đăng ký kênh, đồng thời ấn thêm nút chuông bên cạnh để em có động lực tiếp tục làm video gửi đến màn hình điện thoại của anh em. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.